Dạ, em cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc. Em không tin em được chọn. Thật bất ngờ khi mà hai người còn lại nằm trong danh sách và những cầu thủ rất tốt của mùa giải. Dạ, là năm 2016 là em không được cây xăng nhiều. Cho đến năm nay là được huấn luyện viên tin tưởng và cho cây xăng nhiều. Em được huấn luyện viên giao cho là phòng thủ những cầu thủ ngoại. Tuy rằng những cầu thủ ngoại có kinh nghiệm và thể hình vượt trội nên em nỗ lực và cố gắng một phần nào đó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Năm nay em tiếc nuối nhất là sẽ hit trận bán kết thứ hai với Cần Thơ Cách Thiết. Các anh em đồng đội thi đấu rất tốt, có cơ hội có thể chiến thắng nhưng đã bị tụt mắt. Khi xong trận đó em về em xem lại và em suy nghĩ rất nhiều. Mục tiêu tiếp theo của em là cùng đồng đội năm sau vô địch VV 2019 và cố gắng nỗ lực hơn để đạt được cầu thủ nội binh xuất sắc nhất. Đó là các bạn hãy nỗ lực và cố gắng tập luyện hết mình, cố gắng tự tin, tin tưởng vào bản thân để thành công.